Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm qua cả nhà mình á, bạn có nghỉ ngơi một bữa đi du lịch Châu Đốc Hà Tiên chơi ngày. Rồi mình có ra Hà Tiên á, mua được một ít sò huyết với lại mực trứng mà. Sò huyết bự bự ghê, ngon ghê. Bạn thấy mấy con sò này ngon nha. Hôm qua mình đi mua về trễ tối quá bạn nên mình không có làm. Hôm nay mình mới làm mực á, mới mực trứng này nè bạn. Mình hôm qua mình muối nước đá rồi để cho nó tươi ngon á. Mình thấy sáng nay nó cũng còn tươi chừng luôn. Mình sẽ mở ra cho bạn xem nha. Mình mua ăn cái cũng không ít nè bạn, mình mua ăn cá ăn thứ có 1 ký à. Để mình đổ ra thôi bạn, ngon ghê luôn. Lần đầu tiên mà mình cũng mới biết con mực trứng đó bạn. Đó giờ mình nghe nói mực trứng chứ mình cũng chưa có ăn nữa. Và cũng không có biết con mực trứng nó ra làm sao là mới thấy luôn à. Thấy ngon quá. Giờ mình sẽ rửa sò huyết trước nha bạn. Sò huyết này mình sẽ găng me, còn mực này mình sẽ đem đi hấp với lại ít con thì chiên nước mắm ăn cho nó không có ngán. Sò huyết này á, mình cũng rửa sạch rồi đó bạn. Giờ mình sẽ gan me, mình chà cho sạch mà mình chà thấy nó không có trắng không gì trơn, làm như nó bám vô con sò huyết rồi mình rửa nó không có ra. Ở đây á, thì mực mình cũng đã làm sạch và rửa sạch nè. Đúng nghe con mực trứng á, mình thấy người ta ăn á, người ta để nguyên con người ta làm luôn. Mà mình ớn quá nên mình mần cho sạch. Còn trứng trong mình chỉ rút cái đầu nó ra và lấy cái phần đen của cái con mực ở ngay đây thôi, với 2 con mắt của nó thôi bạn. Mực này mình sẽ hấp. Với hôm qua mình có mua thêm 1 ký tôm tích đó bạn, nhưng mà người ta luộc sẵn cho mình, người ta nói mua tôm tích mà về đem về nhà là tôm tích nó chết, cái thịt nó không có còn cái thịt nữa, mất đi cái thịt nên người ta luộc cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nó lại, như là hấp tỏi lại các bạn, cho nó thơm nó nóng lại ăn. Đấy, nguyên liệu của mình cũng mình có gừng với củ hành với me đậu phộng rang bạn, ngò gí với đường muối bột ngọt rồi nước mắm rồi các bạn. Giờ mình sẽ hấp mực trước nha các bạn. Mực của mình cũng đã để vô nồi bạn, xả với gừng mình cũng để rồi, mình sẽ để một chút ít gia vị vô. Mình để vô ít muối nha các bạn, tại vì mực nó sợ nó mặn rồi nên mình bỏ ít thôi, bỏ tí xíu bột ngọt. Lại một ít đường, ít tiêu luôn nha các bạn, cho nó thơm. Giờ mình sẽ bắt lên. Tại vì thường thường người ta hấp á, người ta sẽ để vô cái dĩa á bạn, người ta để lên bếp hấp, mà mình để vô cái nồi gì luôn cho cái gia vị nó thấm vô con mực nó sẽ ngon hơn. Mình bỏ gia vị xong á là mình sẽ bắt lên bạn. Lấy nắp đậy lại cái đầu của con mực á bạn, hồi mình sẽ để vô sau, tại vì mình sợ để vô trước hồi nó sẽ teo hết không ngon. Giờ chờ đợi nha bạn. Cái nồi mực của mình thấy cũng được, giờ mình sẽ bỏ cái đầu mực vô nha bạn. Mình nấu thôi để nấu chín quá cái nó sẽ mất cái thịt đó trơn à. Cái thịt nó không có dai, không có ngon lắm. Cái lộn mất thịt nó lộn. Mực này mà nấu vừa chín tới là nó cái thịt nó ngọt luôn á. Rồi mình đậy lại cho cái đầu nó chín đi. Mình thấy chín rồi, giờ mình nêm thử rồi vừa ăn các bạn. Cái này là mực nấu gừng chứ không còn hấp gừng. Nó mặn, nó cay cay, ngon.
ổn không? Được rồi. Giờ chín thì mình nhắc xuống nha. Giờ mình sẽ làm nước súp me để rang sầu huyết nha bạn. Huyết rang me mình sẽ để một cục me vô đây. Mình chế một ít nước nóng vô đặng cho cái cục me mau tan đó bạn. Me mình cũng đã dầm ra rồi, giờ mình sẽ để một ít bột ngọt vô. Lại 2 muỗng đường bạn. 2-3 muỗng đường vậy đó. Bạn để đường nhiều đây tại vì me nó chua. Mình để cho nó chua chua ngọt ngọt nó hay ngon chứ chua quá không ngon. Mình sẽ để vô một ít nước mắm nữa. Mình quậy đều cho nó tan ra đi rồi mình sẽ bắt chảo lên rang. Giờ mình sẽ bắt chảo lên rang sầu huyết nha bạn. Mình chế miếng ít dầu vô. Mình sẽ để vô đây ít tỏi phi cho nó vàng. Tỏi này mình phi cũng đã vàng rồi, mình sẽ chế cái nước me vô đây các bạn. Nước me hồi nãy mình quậy nè. Bạn quấy nước me cho nó hồi á, nó sền sệt kẹo lại á, mình sẽ chế đổ sầu huyết vô nha. Để mình để sầu huyết vô sớm quá thì con sầu huyết nó chín cái thịt nó teo mất. Me của mình cũng hơi kẹo kẹo lại các bạn. Giờ mình bỏ cái củ hành vô. Dạ. Mình sẽ đổ sầu huyết vô luôn nha các bạn. Tại vì con sầu huyết sầu huyết của mình cũng đã chín rồi, mình sẽ bỏ vô ít sầu huyết nha bạn. Các bạn cứ để gia vị vô muối đồ ngọt ngọt gì đó, nước mắm đó. Rồi các bạn nêm sao cảm thấy vừa ăn là được rồi. Dĩa sò mình cũng đã xong các bạn, giờ mình sẽ gắt đậu phộng lên đây. Gắt nguyên hộp luôn các bạn, ăn cho ngon. Ở bên đây mình có làm mấy con mực chiên nước mắm mà. Mình bưng này đem giấu các bạn ơi. Thôi giấu đi em ăn nè cho. Giấu nồi ở đây. Hôm qua chơi bữa nay chiến đấu các bạn. Bạn thấy nồi mực hấp gần ngon. Chưa chân là có người ăn dụng mình á. Này thử món. Ngon, thích sướng.
Bạn thấy mâm cơm của mình hoành tráng chưa? Mâm cơm sáng này nè. Mà hình như đó. Cơm đâu? Cơm đây, hình như là thấy sai sai cái gì à, toàn là món nhậu không. Mẹ cơm chân bộ chết. Cơm chân bộ chết. Ừ. Vậy thôi kêu cha đi mua thùng bia gì nhậu nha. Không hả? Mẹ thấy hấp dẫn chưa? Ừ. Sò huyết rang me. Còn đây là tôm tích, tôm tích. Mực hấp gừng các bạn, là mực chiên nước mắm. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nha. Vừa chân Thảo Vy ưu tiên thưa nổi chưa? Mọi con chào mọi người. Chào mọi người. Trời quá. Sướng hả? Ăn cơm ăn nè, ăn nồi no hỏi cơm. Con thưa nội chưa? Thưa nội rồi. Thưa nội rồi hả? Mời bạn ăn cơm nha. Mời bạn chiến đấu ha. Ăn không ăn khỏi nhậu. Chiến đấu hả? Nó con chiến đấu thì mời quý vị chào các bạn đi. Chào mọi người đi. Không, không. Mình nói là nhậu không béo quá. Cắt hai bên lại rồi. Nó sắp đẻ rồi mà không biết đẻ được không á. Từng đẻ trở đi bệnh viện. Mời bạn nhà mình ăn thử. Đâu không? Nhảy. Còn sống. Khó mở nha. Dơ tài. Cái cây dao á. Dễ hơn tao, thì nó không phải. Con nào? Nó có hại như nhúng ra chân lùi rồi. Còn khó ăn này nha. Khó. Nó bự hơn nó còn bị. Đỡ chán. Bự nó ăn thử nó bự này kia nhỏ. Ừ. Cái gì vậy? Nó không có hết nghe. Con này ăn ngon hơn con cơm của mình đó. Ngon mà ăn nó bọc. Chưa lửng, đông lụng. Lại béo. Đó là một con béo thằng ấy nó đem nhận nó. Nó làm cái gà như để qua nó thôi bây giờ mấy con cũng ăn ngán gì nữa. Cái đậu cũng có gì ăn không ta? Có hả? Người ta nói cái càng này, cái này là nó đâm vô lửng thật. Thôi con cua nó đó. Mày thấy cái đất nó gai không nè, chụp nó bún. Cô đâu biết ăn mà thấy mà mua ăn thử. Cái đậu cho con này. Có chuyện đó gì là nó thấy củ kỳ cũng hơi là ớt, cắt vô là nó như chị. Lọc cho con nè. Vô đây mẹ lọc cho mình. Này lọc cái con đánh đẹp con. Cho hai cái vỏ hai bên nó kích gạch, nó sát gạt, nó cái cạnh luôn là. Nó nhỏ như cái kia hả? Nó dùng nó quýnh, nó đau á.
Bắt vợ nhà không dám ăn. Này có con này nó hở sẵn nè. Hở sẵn gì ngon đó. Này không có bóng tay này vô thua. Mắc hở là thua. Con như trên thì nó mau. Gáo được khóc luôn. Cái thịt của con tôm nó mềm mềm. Ngon mẹ. Cái con tôm sống á mình luộc rồi. Này bỏ lên mình cho con xài á. Múc lên. Múc lên đi con. Bỏ đổ luôn đi. Dạ, hết rồi. Múc tay vậy. Thì cắt hai bên lọt ra dễ. Nè mẹ đang lấy nè con. Qua đi không ổng mà ăn được gì chứ. Đi đâu mà dữ vậy?